Con chào ông bà ngoại nha. Dạ, chào mấy cậu mấy chú và mấy cha chú và mấy cậu mấy bà Mạnh Quân với mấy cô mấy bác. Ông bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 62. 62 ha, rồi hai ông bà làm gì? Dạ, đó đi bằng hồ rồi bệnh đó mổ thì bác sĩ không cho làm nặng. Thì ông xã không cho làm nữa. Dạ. Anh đi bằng hồ mà bây giờ anh bị teo cơ nè. Rồi bà nuôi con bé đó là từ nhỏ lớn luôn hả? Dạ, mới nuôi hồi 4 tháng tới giờ mẹ nó bỏ tôi nuôi tới giờ luôn. Dạ, rồi có chồng hồi nào mà ra nông nổi gì bà? Có chồng rồi mùa dịch đó, ngay mùa dịch luôn đó, cô, chú. Dạ. Thằng này Vũ sao, thằng này trên mạng á. 2021 á thì... Ví dụ trên mạng á. Thằng dịch nó nghỉ làm nó thì nó mới qua lại tôi mạng cái này. Nó đang bằng công ty đó chú rồi. Ngày dẫn nó đi. Thằng này Vũ gặp một hay sao mà nó bỏ đi đi. Qua dịch mấy ngày nó đi thay tới giờ mà đi trong mùa dịch luôn, bị dướng dịch tệ luôn. Rồi cái lúc em vào đi đó là có điện về cho bà ngoại, ông ngoại nói là con đi theo anh đó không? Dạ ai nói trước, tôi nói trước. Dạ. Đó là đi có điện không, có điện đi 13 ngày tôi 80 mấy ký lần á, cô mấy mi sao 80 mấy ký lần đó, nó đi nó bỏ cô. Qua dịch mấy ngày à, mở chốt nó được chốt hai chốt vậy đó. Nó đang là chuẩn bị dịch chứ không phải là qua dịch. Chuẩn bị dịch mà nó chưa có căng còn đi tới lui được chứ không. Rồi từ hồi ấy giờ bà có xuống dưới đó không, cháu gửi không? Chưa biết mặt, chưa biết về xưa giờ này mà nó có quê đâu, có nhà có cửa gì đâu mà đi vậy chú. Nói là dân là cũng như trôi sông lật chợ đó. Mà cái gạt cháu tôi đó, đó là nó giàu lắm. Không có nhà cửa chứ hả? Không có nhà cửa gì chứ, nó nuôi anh cha. Không có nhà cửa cho nó, người nó nói là bà già nó giàu lắm, nói như là vụ như này ra. Nó nói là ông ngoại bà ngoại tôi khổ này nọ, cái thằng này mới nói này, em thương anh đi. Rồi anh nói là giúp đỡ cho gì, cho bà ngoại em. Anh giàu lắm. Người nhỏ này thì nó nghe ông ngoại bà ngoại khổ vậy, nó nói nghe mình gái mà cũng nghe vậy. Rồi cũng nghe vậy rồi bắt đầu thật cũng nghe thương rồi, nghe nó dặn nó dốc nó láo nó đi đem người ta. Nó nói mẹ nó quay mấy cái clip mà nhà giàu rồi nhà sang trọng đó, nó nói với nhỏ này á là nhà của nó, giọng nít mới lớn lên đó mà nghe nói gì em cũng ấy đây cũng nghe. Thì anh ở đó giờ anh chưa có vợ, mẹ anh thương anh lắm, anh là con một, anh du sinh, anh không có con, không có vợ, cái sau này anh có vợ có con, anh có vợ rồi mà không có con, 9 năm không có con, mẹ anh bắt buồn bắt đắt á, đi qua nước ngoài trị bệnh cho anh luôn mà anh ở giờ cũng có con nữa. Thí dụ mà anh có vợ sau này anh cũng có con, bác sĩ nói vậy. Nhỏ này nó nghe vậy, nó mới giờ đi 13 ngày. Rồi tôi mới nhắn tin nói điện mang một máy. Rồi mới đầu nhắn tin sau đó rồi nó lấy con mà không về, ngoại chết, ngoại sống gì con. Ngoại thương con còn hơn mạng của ngoại nữa. Mà con đi con bỏ ngoại giàu ơi. Nó đọc mấy cái tin nhắn á, đọc mấy cái tin nhắn rồi đọc 13 ngày. Ngày 14 ngày nó cho vòng người chống cho hai tuần đi. Nó mới điện về nó ngoại ơi, anh này thương con lắm. Anh thương con lắm mà con có bạn trai rồi mà ngoại không có, ngoại không có chấp nhận là con á, cũng như là con mất hiếu với ngoại, con mới về. Ngoại chấp nhận, ngoại chấp nhận bạn con là con về với ngoại, con trả hiếu cho ngoại. Còn ngoại không chấp nhận là con chưa về. Tới bắt đầu biết sao giờ mấy nhỏ cháu tôi nó nghe con cháu tôi mình tân nhật nhiều lắm. Nó mới nói giờ vì sao mà con năn nỉ vì sao chịu đi, đồng ý đi cho nó về vì sao chứ để vì sao không về hoài sao chịu nổi. Đó rồi tôi mới đồng ý, tôi nói hơi vậy con đầu mà ngoại đồng ý con dẫn về đi, dẫn về thôi làm ngay, tôi cũng nấu cơm nấu nước đồ ăn dọn ra. Rồi hỏi con quê ở đâu, nó quê Bến Tre, nó con một, hỏi nói ngay mấy cháu tôi cũng hỏi dữ lắm, hỏi làm nghề gì, nói gì tự sư gì, hỏi gia đình làm gì, nó nói là gia đình làm vườn, còn nó thì làm kỹ sư mà có không? Không có cái gì à, không có gì nó lừa đảo, giống như nó lừa đảo vậy, vợ chồng già tôi nói vậy. Làm kỹ sư xây dựng, còn cha mẹ con làm vườn dưới quê, còn cái chứ bây giờ dịch rồi người ta không có làm được, con mới mở cái quán cơm, mở siêu thị Goga ở bên đường Goga đó, con hồng vốn trong đó cũng 400-500 triệu, với con có cái xưởng nhôm bên Hà Long An, bệnh cũng lớn lắm, mấy lính con hiện giờ đang giữ kho bệnh. Con đã gần 20 thằng lính. Mấy chục thằng bây giờ con á, thì nói chung là con bình dân lắm, thấy con gì chứ con không mặc đồ sang trọng như người ta, nên con nó nói là nó mang dép chỗ ông mà thấy nó cũng xì, cái mình thấy nó mình nhìn nó nói vậy đó.
thì thôi kệ đi, nó cũng nói chung mới biết lần đầu tiên. Rồi cái thằng cháu tôi mới hỏi con biết nhậu không, cháu rể nó hỏi con biết nhậu không, nói dạ con biết. Thì đi vô ngồi nó nhậu hồi xong xuôi hỏi con có gia đình chưa, nó nói là con có gia đình trước rồi nhưng mà con bị vô sinh, mà con vợ trước con thấy con vô sinh không hả, con bỏ con đi 9 năm rồi, ở năm nay con nhiêu tuổi rồi, năm đó nó con 34 tuổi. Mà bây giờ con không có con thử nó bỏ con rồi, bây giờ con mới gặp vào mới quen trên mạng, hỏi con quen cách sao, nó con thì con trên mạng gặp vào thì mới bây giờ cũng xin ngoại cho tụi con làm quen nhau đó. Thì mình mới đầu tiên thì sao cũng được hết, tại mình để theo dõi từ từ rồi sao thằng này nó ăn nói làm sao, thì nói là nó làm kỹ sư xây dựng. Đây bà ngoại cho con tới, bà ngoại cho bà đồng ý cho con tới, tới con kêu cha mẹ con qua dịch, kêu cha mẹ con lên cưới liền, mở cái nhà hàng làm cho nó lớn một chút xíu cho nó sang trọng, cho giàu nó mặt đâu mà chứ không để bà ngoại cho thật cười chơi đâu đó. Rồi thằng cháu kể tôi có nói cái gần được mấy câu, mày nói là mày phải giữ lời, cái gì tao ấy dưỡng tao là thương con nhỏ này dữ lắm, tuy rằng á bà nuôi nó từ nhỏ sống với bà cũng như con của bà rồi, bảo có mình ở nó thôi, mày đừng có gạt gẫm nó nghe, nó không có đâu con thời với gia đài vừa cậu nó cứ mùng ba, tại rằng nó cứ bà nuôi nhỏ như vợ nó cứ mùng ba, con không có nó gạt đâu, con hứa với ba là con làm nợ nọ con ở bà cho ông ngoại bà ngoại, chứ con không có dắt mà đi ngang đâu. Bây giờ con về đây là cũng thiệt là con thương ông ngoại bà ngoại cho tới, thì hơi nghe nói về cháu đứa này năn nỉ nương kia năn nỉ cũng thôi buông tay ra cho chấp nhận, buông tay ra chấp nhận rồi lúc nào mà thả cháu ra rồi tự do rồi, mấy bữa gì đâu nó dẫn ngay đây nó sổ mũi ngay đây đi mất tiêu. Dạ. Cũng như chưa có thả chốt, cũng như là có mấy mà mới thả chốt rồi. Được, chưa chỉ thị là căng là 24/24 là nó đi tới đâu có cái đường. Ông ngoại bà ngoại có xuống nhà biết như thế là. Thôi như không biết nhà cửa nhà bị gì nữa. Chỉ nói nhà của nó ở cho bánh tre chờ chờ lách gì đó, còn nó quay cái hình video là nó nói mua cho nhỏ anh chiếc xe là 60 mấy triệu mà dành cậu hết 40 triệu trước rồi. Vì nó nổ rồi ha. Nó nổ mà. Coi như không có gì hết trơn, mua sắm thôi là 12 vòng, 2 bộ vòng 10 vòng, 24 là 12 chiếc mà nó đăng lên cái băng cái hình, nó thật sự là tôi ba cái hình bận tôi coi không gần bây giờ cho gần mới gần. Rồi cháu mình bị như vậy đó rồi ông bà lo liệu như thế nào sao không? Bây giờ thì chỉ mong sao đó là cho nó về đây được cùng với vợ chồng tôi, mà cũng như vừa tôi cũng cháu cố tôi về cho nó một đứa không được tôi cho nó ngồi có làm được ngày nào thì lo cho nó ngày nấy, nó có làm được là cho bao nhiêu nói chung lắm cho tôi lục chú thì bây giờ cũng làm ngày thợ hồ, nhưng mà làm thì leo vàng cao thì không được vì cái vỏ nó yếu nè, cũng như mấy vợ chồng bây giờ bệnh nó chơi bệnh già nè, tôi bị bốn cái đất thì cũng như quen cổ mà tao cứ mổ bà giờ cũng không có tiền mổ, bây giờ chưa có tháng năm bây giờ đó chứ cũng được ngày 500 ngàn, nếu mà con cháu tôi nó được về đây tôi chỉ mong nói là về ở với vợ chồng tôi để cho lo cho tiếp cho nó được phần nào đỡ phần nấy, nói chung tôi cũng còn làm được chứ không phải là không, nhưng tại vì trong cái thời gian vừa rồi là mấy tháng nay là thất nghiệp, như mấy thằng thầu xây dựng của tôi á nó bị gián đoạn công trình thử không có làm được, còn tôi thì đi hỏi mấy công trình khác thì không ai mướn, vì nói chung là cái giờ hay yếu gì nè. Dạ. Không biết là anh em đến đây cũng chia sẻ ha. Dạ. Để con nói đây sự qua sự việc gì đó rồi ông bà lo liệu như là có đến tận nhà của cháu rể như thế nào sao không? Hồi lúc mà nó lấy nhỏ này giờ tôi cũng không biết Bánh Tre là ở đâu. Nó nghe là không biết luôn đó, có biết mặt được bà già nó thôi. Lên đây à, lúc bà già nó lên đây, nhỏ này đang có bầu nữa sau này à. Bà lên đây chơi với mướn nhà bên đây nè, tôi mướn bên đây. Rồi có biết được một lần nữa tới giờ gặp mặt được một lần nữa thì nó ông bà ngoại giờ tính sao không, như là bây giờ xuống qua tìm việc gõ sự việc như thế bây nào giờ cháu mình về vậy mình quân với mấy cô mấy chú mấy cậu có thương hai vợ chồng già tôi không đòi hỏi gì hết, với giờ cháu nhờ bác cháu cố tôi về cho con người vợ cháu tôi rồi, nó khóc quà tôi cũng nhận thương nó với lắm. Thấy cháu mình vậy ha, dạ tôi chưa có nổi, thấy cảm giác cũng như là lớn dạ. Tuổi rồi bất lực ha. Dạ. Chứ bây giờ nó nghe vợ chồng già tôi bệnh hoạn mà tôi bây giờ không cần là mấy chú giúp tôi được cái gì tôi cũng mong ơn lắm, mà bây giờ quan trọng là giúp cho cháu cố tôi về với cháu con cháu ngoại tôi đi, chứ tôi thấy gì tôi chịu không có nổi. Hôm qua thuốc là tôi đem bê cho mấy chú nó coi kìa đọc nó có bài gì tôi sống không nổi đâu, tại vì tôi thương nó dữ lắm. Đây như là cái mong muốn của ông bà ngoại thì cũng giống như là em giàu dạ. Cũng mong là cho đem được con gái của em giàu về dạ.
đứa cũng được nữa, cho nó ăn ngủ với người mẹ đi. Còn cái vấn đề mà vợ chồng của em giàu thì mình không có bàn tới ha. Không, không, tôi không có đồng ý thằng này đâu, thằng này bây giờ nó qua rồi. Nó cũng quánh nó cũng này làm nhiều lắm. Quánh nhỏ này nhiều lắm, nhỏ này đi giấu tôi, người ta cũng cho tôi hay nhiều lắm, mà tôi thấy có con có cái rồi, mà tôi cũng che lấp ở trên trong này hết trơn. Cái bây giờ bắt về á, nó cũng theo đó, tôi bắt về biết bao nhiêu lần rồi đó chú. Ở Đức Hòa, Đức Huệ đó, có bầu nhỏ lớn gần 2 tháng xanh, nó gần 2 tuần nó xanh. Mà nó quánh ngay không mong cho nhà trọ, không cho ai can chứ. Nó điện về nó đưa cái tay gì, cả máu mem lắm, đưa cái tay. Mà nó đưa cái tay nó khờ tới gì nè. Thôi bây gửi tin nhắn rồi cho ngoại đi, để cho ngoại biết đường, nhờ nhỏ anh em rồi đi. Không, nó đưa cái tay về máu me không, rồi tôi gặp ngang, tôi xỉu ngang, tôi không biết anh này đi làm ở đây nè, lúc em mướn nhà bệnh á. Tôi mới điện kêu ông về, kêu ông về mà tôi xỉu rồi. Cái tôi nói anh ơi, cái cháu ngoại mình sao nó bị đánh bị gì bây giờ, mà tay chân máu không, mà có bầu còn 2 tuần nó xanh rồi. Tìm cách mới chạy qua tìm mấy nhà cháu, đi tìm chở đi về, kiếm cước về nhà chú này cũng được công an. Công an luôn, mà công an mà công an chìm đó, ở lại khu nhà trọ luôn. Cứu cháu đem về cho tôi. Cô ơi, cô đừng có xỉu, cô đừng có tỉnh, con bình tĩnh ở đây, con hứa sáng sớm 7 giờ con đem về chở về cho cô. Con thấy cô xỉu, cô mệt thì đó, con chịu không nổi đâu. Con hứa, vợ con với con cứu rồi, con là công, cho con hay, cho con mừng luôn là con là công an chìm. Tại khu vực này nè, quánh cháu của cô dạ mang là mà điểm thứ nhất, vợ của con nói là cô có dạ cháu gì đó, cô chẳng đi khám bệnh liền, có cái tương nó có bị động thai không, chứ nói quánh đập hôm nhiều dữ lắm. Đó, tôi đã dạ chú mà đem cháu tôi về nguyên vẹn vậy đó, tôi mang ơn chú, tôi lại chú là Đức Hòa, Đức Huệ. Rồi chú có đưa về biểu tôi mằng đơn, chú đã chỉ tôi mà sắp cho tôi mằng đơn, quánh vợ sao, tàn nhẫn sao, không cho người can rồi này nọ. Tại vì chỗ nhà trọ chú ở là chú cứ ghi cái gì đó, gắn camera đó, thằng này bệnh sao chú mở chú thấy hết trơn. Tôi dạy tôi làm đơn rồi, rồi tôi muốn biết, tôi không biết dốt, tôi không biết chữ, không có đường đi. Nhỏ con tôi á, nhỏ con mà không nuôi á, chở tôi đi làm đơn. Thưa rồi nhỏ đấy gì, nó đầu điện cho nhà này, nó nghe tôi làm đơn thưa, cái nó khóc lóc như này, em thiếu anh, thiếu em, anh chết, anh tự giận anh chết, nó nhờ người ta làm bác sĩ là y tá, nói nó tự giận chở về thưa gì chở đi bệnh viện hấp hối vậy. Cô bà đó cũng giả dạng luôn, nói là bác sĩ đang nằm ở bệnh viện Nước Hòa đó, là bị gì nó đang nhỏ này nghe cô vậy, tự giận bây giờ nó nhờ có người đó giả dạng, nó là y tá ở bệnh viện đó. Nhỏ này nó nghe vậy, nó bắt đầu mày ơi, con lại ngoại thôi giờ ơi, con không ở đâu, con hứa là con không ở, mà con về đây con sống với ngoại, con mở đâu ngoại cút đơn ra đi, ngoại cút đơn ra đi, con không ở đâu, con hứa với ngoại con làm cho ngoại khổ đó đâu. Rồi nhỏ cháu tôi nhỏ mà dắt đi làm đơn á, nó không cho, nó hơi vì sáu đút vô đi, không có cút ra, cút ra mơ mốt nó theo quýnh nữa. Rồi tôi đi năn nỉ hoài mấy ngày rồi mới đêm luôn, tôi mới cút đơn ra. Cút đơn ra rồi bắt đầu mới mới tuần sau thằng này đã chết rồi thì tự tử gì tùm lum chứ, bắt đầu bỏ tôi đi đi. Trời ơi chú ơi, tôi nằm ở một cấp giống á, ở ngoài giường của chú đúng nhà trọ đó. Giàu ơi giờ con ở đâu, giàu ơi giờ bây giờ con ở đâu, dịch tới mà ngoài đâu biết đường đâu mà kiếm con về với ngoại đi, giàu ơi nhắn tin cho nó. Không nghe nó trả lời chạy vậy chứ, phải dẫn đi đâu chừng đâu nửa tháng sau nữa. Điện về làm bé nè, điện về ngoại ơi con bị gì cách ly ở Bến Tre, nó con đi đâu ở với Bến Tre mà con bị cách ly. Dạ anh Vinh, anh dụ con về với mẹ anh, rồi anh đưa con về với chơi cho biết nhà, rồi anh đưa con lên bây giờ về đây bị cách ly. Tao nói cái đó là lúc mệt nữa rồi. Những lời cô chú nói là bằng sự thật chứ. Mà nãy giờ cô đang bệnh. Nhưng mà bác cái vợ tôi nó nhớ trước chứ nhớ sau, cũng như cái phần nãy giờ bác kể là phần sau thật cắt đi là phần trước. Bởi vì bà cũng có nhớ được. Giờ đúng giờ mẫu tới giờ này nghe cũng nhớ được không? Từ khi mà chồng của em giàu này là quen với em giàu là toàn là nó dối không ha? Nó dối không hỏi gì đẹp gì ông bà. Mà mỗi lần á nó quánh cháu tôi, đặng không cho cháu tôi điện về. Không cho điện về cho bà ngoại, ông ngoại chừng nào mà cảm thấy nhỏ này làm cho nó vui á, nên nó cho điện về hỏi thăm bà ngoại, ông ngoại. Chứ ngày không cái gì trong mà mỗi lần tôi điện á, mà nó không bao giờ nó cho tôi gặp mặt, mà nó không bao giờ cầm điện thoại nói chuyện với ông ngoại, bà ngoại. Dạ thằng thì này... bữa nay tụi con tới nhà trọ của hai ông bà dạ để biết cái cuộc sống của ông bé nó như vậy ha, thì tụi con chia sẻ thì để đăng những cái video này lên, thì những lời của cô chú nói là đúng sự thật vậy ha. Tôi đang đau, tôi đang bệnh nè. Dạ. Thì ở đây thì ông bà muốn nhà chọn nhiêu tháng? Dạ, triệu tư. Triệu tư tháng ha. Dạ.
ly nước thì đó mình xài. Ừ, quê mình là ở Kiên Giang ha. Dạ, ở Kiên Giang luôn. Tại có gì quê đâu không? Nhà thì bán rồi, lúc mà bán cũng lâu rồi, cũng khổ bán lâu rồi. 2008 tới giờ cũng như đi đi mặn, đi đi về về cũng bán trọ, cũng muốn trọ chứ ở bạn ở khé anh em. Năm tôi mà tôi bệnh đó rồi, cũng bán nhà lâu rồi. Rồi hai vợ chồng với đứa cháu ngoại còn nhỏ xíu à, dắt lên đây cũng có trên chục năm rồi. Dạ, rồi vậy thôi tụi con cảm ơn cô chú nha. Dạ giờ cũng như nhờ mấy chú mấy cậu với mạnh thường quân với mấy cô mấy chú mấy bác gắng giúp đỡ cho cháu tìm được con đó là tôi mãn nguyện rồi. Mà ví dụ mà tôi liền không được á, cháu tôi nó nghỉ tầm bảy á, nó có bề gì đó tôi sống cũng không có nổi đâu thiệt. Cô chú anh chị coi được thì giúp mấy anh em chia sẻ nha. Chia sẻ mạnh tay để lấy lại công bằng cho em giàu tôi nha cả nhà. Tôi không có đòi hỏi gì đâu, giờ mấy cô mấy chú đang giúp cho cháu làm gì để cho cha mẹ được đoàn tụ nha cả nhà. Cô cũng đang bệnh nè, cô cũng đang bệnh đang giúp đỡ mẹ rồi cảnh đồ sức bị cốt rồi bị bú nữa. Chúc cô chú nhiều sức khỏe. Cô không đòi gì đâu.